Ngoài xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngoài sẽ quay một dự án mới nhất với 8 căn nhà thuộc phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Với 8 căn nhà này thì có 3 căn ở mặt ngoài và 5 căn ở phía bên trong. Thiết kế hoàn toàn xây mới, 8 cuốn sổ đỏ khác nhau, hồ sơ điện nước khác nhau. Thiết kế của cái căn nhà này thì nó rất là hợp lý, cái là ô tô có thể vào tận tới cửa mọi người nha. Và cách với đại đường hai ô tô tránh kia, cách có hai nhà là ra tới đường ô tô tránh nhau, trục chính. Mời người theo em vào khám phá cụ thể một ngôi nhà mặt ngoài cũng như là gần như là mẫu, thiết kế 30m², xây 5 tầng, hướng nhà này là hướng Tây Nam. Ngoài ra ở đây còn có hướng Đông Nam nữa thưa quý vị, để quý vị có thể tham khảo. Thiết kế của ngôi nhà 5 tầng xây mới, vị trí đi lại giao thông thuận tiện, gần với lại trục đường đại lộ Thăng Long, gần với lại Vincom Megamall Tây Mỗ, rất là phù hợp cho quý vị đi làm ở Nam Từ Liêm, đi làm ở Cầu Giấy, đi làm ở Mỹ Đình. Mặt tiền của ngôi nhà ở đây thì với cái căn nhà em đang quay hiện tại, mặt tiền của nó hơn 4m mọi người ạ, rất là thoáng. Thiết kế phần cửa chính hai lớp, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa nhôm sinh pha, thiết kế rất là hiện đại. Với cái căn nhà này vừa mới hoàn thiện xong, còn một chút ngổn ngang về cái phần dọn dẹp nữa là quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay. Sáng mua, trưa dọn dẹp, tối về ở thưa quý vị. Sổ cất kép. Với cái phần tầng 1 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị, tầng phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Đây là phần không gian phòng khách của ngôi nhà. Với phòng khách, chủ nhà thiết kế rất là chỉn chu, đầy đủ. Đó. Phần phòng khách chủ nhà còn thiết kế cả gạch ở đây mọi người ạ, lát để mỗi như một cái chiếu luôn, chiếu nhỏ. Gạch kích thước 60-60, rồi là đèn chùm trang trí. Phần phòng khách thì được ốp đá PVC này. Và kệ TV lắp đặt xong hết rồi. Ngăn cách giữa phần cầu thang phòng khách này, mọi người có thể nhìn thấy cả tủ bếp nữa. Là một cái bộ đồng hợp, hợp luôn ở với cái màu tông màu chủ đạo, luôn là cái màu trắng và màu nâu. Một combo cái đồ nội thất thiết kế lắp đặt từ cái phần tủ bếp cho lên các phần biến bên trên. À, tủ đây. Ở dưới có cả một cái kệ tủ nhỏ hợp lý. Quan trọng là vị trí đi lại, quan trọng là pháp lý chuẩn chỉnh, ô tô gần như đỗ ngay cạnh nhà. Đây là phần tủ bếp. Tủ bếp thiết kế đầy đủ hết cho quý vị. Gỗ MDF chống cong vênh được thiết kế lên trên tới tận trần rất là hài hòa. Phụ kiện bếp 100% là inox 304 đây mọi người ơi. Chậu rửa, vòi rửa thiết kế rất là hợp lý. Đó. Sổ sách dọn đồ về ở luôn. Pháp lý rõ ràng, hồ sơ xây dựng rõ ràng, giấy phép xây dựng đầy đủ, cũng như là cái có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Giá bán thì em để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Cụm dự án này thì có 5 căn, có 8 căn và đã bán 2, chỉ còn 6 căn thôi thưa quý vị. Ngoài tầng 1 phòng khách, phòng bếp thì chủ nhà thiết kế thêm cho quý vị một phòng vệ sinh đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1, gồm bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Hệ thống tay vịn cầu thang. Đây, thiết kế toàn bộ là gỗ. Và vị trí này em xin nhấn mạnh lại, nó rất là phù hợp cho quý vị đi làm ở Đại Mỗ, Tây Mỗ, đi làm ở Nam Từ Liêm, đi làm ở Cầu Giấy, Mỹ Đình. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới sân vận động Mỹ Đình nó chỉ khoảng phạm vi bán kính 4,5 cây đến 5 cây thôi thưa quý vị. Và đi ra tới Cầu Giấy thì nó khoảng tầm 8 đến 9 cây. Nói chung là thuận tiện, phù hợp, xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2. Đi phạm vi bán kính là khoảng 200m là ra tới chợ và khoảng tầm 500m là trường học. Mọi người theo em lên khám phá các tầng tiếp theo. Trên với tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau mọi người ạ. Với cái thiết kế như thế này thì tầng 2, tầng 3, tầng 4 mỗi một tầng thiết kế cho quý vị công năng sử dụng một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh ở phía bên trong như ở trên video. Đồng thời tất cả các phòng ngủ đều được chủ nhà thiết kế rèm cửa này và điều hòa cho quý vị. Đó, ban công thoáng hướng ra phía phần mặt ngõ. Sàn gỗ công nghiệp, thiết kế hiện đại, phòng ngủ tương đối là rộng rãi và thoáng. Phòng vệ sinh ở phía bên trong. Với phần phòng vệ sinh này, sử dụng chủ nhà thiết kế cho quý vị đây. Hệ thống sen cây tắm nóng lạnh
vách kính tắm này, bồn cầu liền khối, lavabo, bàn đá. Nói chung là thiết kế rất là hiện đại, chỉn chu trong phòng vệ sinh, quý vị nhìn ở nhìn này, rất là sạch sẽ, đẹp. Và chủ nhà ốp toàn bộ gạch lên trên tới tận trần cho quý vị, rất là sang. Tất cả các cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp, cũng như cửa nhà vệ sinh đồng loạt. Giá bán em để dưới phần bình luận cho mọi người nhé. Còn quan trọng nhất là sổ đỏ chuẩn chỉnh. Tại vì sao vậy không đọc giá bán? Bởi vì đôi khi chủ nhà có thay đổi lên xuống cái giá bán thì em điều chỉnh ở đấy nó dễ hơn. Mọi người theo em lên. Tiếp theo, tầng 4 của ngôi nhà. Và với ngôi nhà 30 mét vuông, thiết kế 5 tầng, 3 phòng ngủ, tầng 2, 3, 4 thiết kế giống hệt nhau. Phòng nào cũng vậy, thiết kế chỉn chu. Nói chung quan trọng nhất đó là vị trí bất động sản để quý vị có thể tiện công việc, tiện con cái đi học thôi. Còn đâu thì những cái chất lượng nhà xây căn 2 tỷ và căn 3 tỷ đều xây những cái loại gạch như thế, tương đương nhau. Nó đắt ở đây, nó là đắt ở cái vị trí mọi người ạ. Cho nên vị trí bất động sản nó quyết định nên cái giá bán. Còn xây dựng thì tương đương nhau. Phòng vệ sinh ở trên phía tầng 3 đây, để ở phía bên ngoài mọi người ạ. Trên tầng 2 thì nhà vệ sinh để ở phía bên trong, còn tầng 3 thì thiết kế ở phía bên ngoài. Nói chung công năng sử dụng thì không thiếu thứ gì cả, đầy đủ cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Vâng, trên phía tầng 5 thiết kế cho quý vị một ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tầng 5 thiết kế cho quý vị, đây là khu vực phòng thờ. Một phòng riêng, hợp lý. Đây là khu vực để máy giặt. Đây mọi người nhé, có ổ điện đầu chờ vào. Và ở trên cái tầng 5 đây thì chủ nhà có thiết kế cho một mình cái thang để đi lên. Ở trên này là có bồn cầu, bồn nước rồi, một khối. Và dưới tầng 1 nó có bể ngầm, phần còn lại sân phơi. Từ vị trí ngôi nhà này, chúng ta có thể nhìn thấy Vincom Megamall, nhìn thấy Louis City. Nói chung gần với khu đô thị, tiện lợi, đầy đủ. Gần Vinhome Smart City, kia là Vincom Megamall thưa quý vị. Nói chung xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường tiểu học, mầm non cấp 1, cấp 2. Và mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với lại nhà tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được đi xem nhà thực tế nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.